thương nhau đã lâu rồi, bên nhau cũng vài năm rồi, chẳng chờ chi nữa cưới thôi. Ba mẹ em thường hay hỏi ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đưa nhau cũng trong nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ đây ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì nắm tay nhau mình cùng ra lối. Bên có đứa mà bồng, kẻ sau này nhiều gió và sương, miễn về nhà còn có người thương, niềm vui lớn cho một tình yêu nhỏ. Bây giờ nắm tay nhau ta đi lên phố, bởi ông bà xưa đã dạy nếu lỡ có cưới là cưới liền tay. Để lâu ngày thằng khác nó hốt thì mày ngồi ra đó vừa khóc vừa cay. Đây nên là mình cưới thôi em, chân chơi gì còn đắng rồi đó. Cả thanh xuân mình đã dành cho nhau, bây giờ hậu đám cưới hợp lý rồi đó. Chuẩn luôn anh, khá thế nhờ. Ta thương nhau đã lâu rồi, bên nhau cũng vài năm rồi, chẳng chờ chi nữa cưới thôi. Hãy hỏi ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đưa nhau cũng trong nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ để ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì nắm tay nhau mình cùng dẫn lối nhau đi. Chẳng quan trọng dù là thích cá hay mì, bữa cơm dù đang mặt ta vẫn tràn. Cơm nay để em lo, trên bát để anh cho, yên tâm chồng nhé, anh sẽ không một mình đâu. Mình cưới thôi anh. Anh biết cuộc sống còn quá nhiều thứ khiến cho mình lo âu, nhưng yên tâm đi vì chẳng có gì lớn hơn tình cảm mình cho nhau. Em ơi đồng ý cho anh được phép khoác lên người em đồ cô dâu, còn anh chú rể vui ngày hạnh phúc. 60 năm cuộc đời có bao lâu em ơi. Mùa bia chơi lánh chung khách người ngài có cục cưng nuôi.
từ lâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc gần đâu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh. Kể một câu luôn khi yêu là cười.
say trên bước đường dài. Những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù thật khó dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa lá trên xe nắng lạnh. Những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi anh ta về một nhà, khép đôi mi cùng một đường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt từ một giọt, sống theo một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một đời. Anh đã từng yêu em, anh chờ mình khi phụ em để về nhà. Trong tâm vẫn bị hoa hồn, chẳng cùng em được chuyện gần xa. Những ngày lao viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Chỉ riêng cho này chủ kia tối về em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì yêu thằng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những lời em thức muốn nhìn nói trên cơm. Anh sẽ giúp em và con bạn ấy xin biết tất hai mẹ con nhiều. Và Phước xin phép được thay lời hai họ tộc. Xin trân trọng kính mời các bà cô niên cũng như đại diện hai họ tộc chúng ta ổn định vị trí để chương trình lễ xin phép được bắt đầu. Kính thưa các bà cô niên, kính thưa đại diện hai họ tộc và toàn thể quý vị quan khách kính mến. Được sự thống nhất giữa hai gia đình, hôm nay chính là ngày lành tháng tốt. Họ nhà trai chúng tôi đến tư gia họ nhà gái để rước dâu. Trước hết thì cho phép mời Phước được thay lời họ tộc nhà trai. Xin phép được thông qua dịp tộc họ nhà gái, cho phép họ nhà trai được thông qua các cái phần lễ đã mang đến tư gia họ nhà gái sáng hôm nay của vị đại diện họ nhà gái. Như vậy thì Phước xin mời anh rể phụ đó vui lòng rót giùm cho hai chung rượu. Và Phước xin trân trọng kính mời hai ông ạ. Và họ tộc chúng ta dành cho hai gia đình thêm một tràng pháo tay ạ. Dạ. Xin cảm ơn đại diện hai họ tộc. Xin thông qua đại diện họ nhà gái cho phép họ nhà trai được trình và phép được dán đôi liễm phía trước. Buổi lễ rước dâu trọng đại này thì họ nhà trai chúng tôi có mang cái phần xính lễ đến họ nhà gái, tất cả là 10 mâm. Trong đó có một mâm lộc, còn lại là 9 mâm quà. Thì trong 9 mâm quà có trà, rượu, bánh và trái cây. Trước hết thì họ tộc nhà gái chúng ta cúng tổ tiên ông bà. Sau đó thì mời hai họ và quan khách dùng để lấy thảo với họ tộc nhà trai. Nhiều. Nhà gái cái phần xính lễ họ nhà trai vừa thông qua đó, chúng ta lấy họ nhà trai trình xong các cái phần lễ và cũng rất vui và hạnh phúc vì được họ nhà gái chấp nhận và cho phép các cái phần lễ. Như vậy thì cái phần trình lễ của họ nhà trai đến đây xin phép được khép lại. Phần thứ nhất là phần niệm hương lên đèn. Phần thứ hai thì hai cháu Đức Trọng và Tường Vi sẽ làm lễ ông bà gia tiên cũng như ông bà hiện tiền. Và cái phần thứ ba thì hai cháu sẽ cùng nhau dỡ mâm trầu cao
và cuối cùng là lời đáp từ của gia đình họ nhà gái, đó là chương trình buổi lễ. Phước cũng xin phép hỏi các bạn. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên. Cảm lại như hôm nay hai cháu ông già Tình Vi đứng nghiêm trang hướng về bàn thờ gia tiên có bốn lễ cúi đầu. Lễ cúi đầu thứ nhất, cúi đầu. Lễ cúi đầu thứ hai, cúi đầu. Lễ cúi đầu thứ ba, cúi đầu. Và lễ cúi đầu thứ tư, cúi đầu. Sau buổi sáng hôm nay tại Tư Gia, trước sự hiện diện đó thì hai cháu hướng về họ tộc có hai lễ cúi đầu. Lễ cúi đầu thứ nhất, cúi đầu. Và lễ cúi đầu thứ hai, cúi đầu. Xin mời hai họ tộc chúng ta dành cho hai cháu thêm một tràng pháo tay nữa. Dành cháu lễ của mình ha. Ông ngoại khai uống, ngoại ơi đợi để bác mời luôn, hai người cùng uống cho nó ngon. Rồi xin phép mời ông ngoại và bác mời nâng ly. Đó là chiếc nhẫn vàng tặng cho cháu gái ở trong cái buổi lễ du y. Xin cảm ơn món quà của ông ngoại rất nhiều. Bác mời cũng có phần quà xin trao cho hai cháu. Dân xin cảm ơn. Xin phép mặt tay cô anh cô cho anh đợi cô táo uống luôn, hai người cùng để ghi hình cho nó đẹp. Rồi xin phép mời hai cô cùng ly nha. Chào phòng tay thôi. Rồi mở ba ơi, cậu ba với mở ba cũng liên lực thôi nha. Rồi 1, 2, 3 vô. Rồi cảm ơn. Rồi cậu mở cũng lên giơ tay giùm con nha. Rồi xin phép mời cậu mở lên. Con tặng thêm chung nữa. Rồi, xin cậu mở nhìn ra phía trước để cho em trai ghi lại tấm hình nha. Rồi xin mời cậu Út, xin mời mở năm. Về sau đó thì Phước mời ông. Cảm ơn món quà của cậu Út mang học như hình nha. Rồi cảm ơn món quà của mở năm. Rồi mời cậu mở cũng đi. Cậu mở đây nãy giờ đợi lâu quá khát nước. Rồi sau đó thì mời cậu mở đến bữa nay hơi nặng tí xíu nhưng mà cũng không sao. Cậu xích chưa mở cậu. Rồi cảm ơn món quà của khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, và mây trời lồng lộng không thủ kính không cha. Và trong ngày vui trọng đại hôm nay thì chính tay con rể đức trọng sẽ mời rượu cha mẹ vợ. Và xin trân trọng kính mời mẫu thân và Phước xin mời ông bà nhà gái chúng ta cùng ly để chúc phúc cho hai con của mình ạ. Sau đó thì Phước xin mời ông bà nhà gái chúng ta đứng lên ạ. Cha mẹ của cô dâu có chuẩn bị một món quà để trao cho hai con.
ở trong cái buổi lễ hôm nay. Cái này em còn một cái phần của ở xa gửi cô sẽ xé giùm con nha. À, kính thưa hội tộc, sau đây thì mà hội tộc ở nước ngoài có món quà gửi về tặng cho hai cháu trong cái ngày vui hôm nay. Trước hết là dì cô là phía là 200 đô, rồi sa cô khiêu là 50 đô, rồi xí cô tên là 100 đô, ngầu cô thi 200 đô, sới cô búi 100 đô, chạch quến 200 đô, chạch cuội 50 đô và chạch mến 100 đô. Với cô trên là 200 đô. Như vậy thì đó là cái sẽ trả thêm có 100 đô nữa. Như vậy thì tổng cộng là 1.300 đô. Đây nè, tại vì mình còn tên kia lẹ. Dạ, xin mời cha mẹ của cô dâu cha cái món. Rồi, gia đình mình nhìn đây nha. Cô dâu ơi, chồng ra hôn mẹ miếng để cảm ơn món quà mẹ đã trao cho con nha. Và để ghi lại một tấm chân dung tuyệt đẹp, nở một nụ cười thật tươi lên. Dạ đúng rồi, rất là đẹp. Từ bao đời nay, trong phong tục của người Việt Nam, miếng cầu luôn đi đầu câu chuyện. Đối với câu chuyện cả đời của một người cũng vậy, không thể thiếu được cây cầu cao. Người xưa cho rằng, cây cao có thân tròn, chắc, đứng thẳng là biểu tượng của người con trai. Còn lá cầu hình tam giác bầu bỉnh, xòe ngang trên mặt đất là biểu tượng của người con gái. Dây cầu leo quấn quýt quanh thân cao cũng là biểu tượng cho tình yêu bền chặt. Cầu cao ăn với một chút vôi thì tạo được một màu đỏ hồng như màu son, màu đỏ biểu tượng cho sự chung thủy. Trong dân gian vẫn truyền khẩu với nhau, miếng cầu ăn kết làm đôi, lá cầu là vợ, cầu tươi là chồng. Cầu xanh, cao cắn, chay hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Với người con gái, cầu cao được xem là biểu tượng của sự tiếp đón danh giá, để họ tự hào suốt đời. Cầu là lẽ hiển nhiên, nay hai con nguyện nối dõi hậu sanh, tổ tiên cháu rồng. Hai cháu để dĩa cầu cao lên bàn thờ gia tiên. Sẽ hai con mong ước là hưởng cái phúc lộc về sau của cha mẹ. Xin trân trọng kính mời anh chị bên họ nhà trai, anh chị vui lòng đứng lên để chúng ta thắp dựng nén hương lên bàn thờ gia tiên trước khi họ nhà trai rước dâu. Chị nhanh đứng lùi lại tí xíu, cúi đầu. Trời, hai cháu quay. Mà nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ vui mừng. Anh đi làm rể, em về làm dâu. Và trước khi họ nhà trai chúng tôi rước dâu thì cho phép bà Phước được thay lời ông bà chủ hôn họ nhà trai cũng có đôi lời xin phép được gửi đến họ tộc nhà gái. Phần thứ nhất thì khi phái đoàn họ nhà trai chúng tôi vừa đến tư gia nhà gái thì được sự đón tiếp rất nồng nhiệt. Điều đó cho thấy tình thông gia giữa hai gia đình của chúng ta đã kết chặt từ đây. Và cái phần thứ hai thì Phước cũng rất là vinh dự được đại diện cho họ nhà gái để dẫn chương trình buổi lễ du quy sáng hôm nay. Và cái phần thứ ba thì Phước cũng xin phép được thay lời họ nhà trai trân trọng kính mời họ nhà gái đến tư gia họ nhà trai chúng tôi. Trước là tham dự buổi lễ tân hôn, sau là dùng một buổi tiệc thân mật để tình thông gia giữa hai gia đình của chúng ta sẽ kết chặt từ đây. Và một lần nữa trước khi dứt lời thì cũng xin phép được chúc sức khỏe hai họ tộc và toàn thể quý vị quan khách. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm gắn bó duyên tơ tóc và kính chúc cho hai tộc của chúng ta nghìn năm giữ vững nghĩa thông gia. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng vào cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên ngân ly mà chúc mừng. Chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng vào cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên ngân ly mà chúc mừng. Chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng. Trai đưa sang kiều vàng dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vàng khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi, họ hàng về đây chung vui, đôi tân
anh ơi nhìn xem nhà ai đám cưới thật đông, anh trai út miền Tây sánh duyên chị hai miệt vườn. Cao trầu nhà trai đưa sang kiều vàng dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vàng. Giữa hai gia đình hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2021 nhằm ngày 26 tháng 2 năm Tân Sửu, được gia đình họ nhà trai chọn là ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ tân hôn mừng hạnh phúc cho hai con. Tân Nga mừng chúc chồng Út Nga sánh duyên cùng Tân Kỳ Anh Lê Tường Vi chuẩn nữ, cho phép toàn quốc được thay lời gia đình họ nhà trai ông Quỳnh Thanh Trinh và Nguyễn Thanh Nhân. Xin gửi đến các bà cô đi đại diện hai họ tộc và toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và phần tuyên bố lý do, ở phần thứ hai là họ nhà trai sẽ niệm hương lên bàn thờ gia tiên. Phần thứ ba, đôi nguyên hương sẽ làm lễ ông bà gia tiên cũng như ông bà hiện tiền. Và cuối cùng là lời đáp từ của gia đình họ nhà trai thân mừng hạnh phúc cho hai con và năng sự hiện diện của các bà con nguyên cũng như các yếu nhờ ân trăng lấp kính trời hiu bốn nén hương khối tỏ thủy tiều đôi hồng lạc sáng soi tuyệt diệu nhờ tơ hồng kết xe duyên liễu ơn nguyệt lão kết chặt mối hồng trần nguyệt hoa. Và chúc mừng cũng nhớ hôm nay là một ngày vui của mình được thắp tinh của ngày hôm nay và lễ đại là cùng với người làm nhà là con là thánh thần amen. À, xin cảm ơn là xin đường ngài cao đến nhân trang hướng về bàn thờ gia tiên có bốn lễ cúi đầu. Lễ cúi đầu thứ nhất cúi đầu, lễ cúi đầu thứ hai cúi đầu, lễ cúi đầu thứ ba cúi đầu và lễ cúi đầu thứ tư cúi đầu. Sau mai hai họ và quan khách đã đến tham dự buổi lễ tân hôn sáng hôm nay. Hai cháu Đức Trọng và Tường Phi có hai lễ cúi đầu để hai lời tri ân đến họ tộc. Lễ cúi đầu thứ nhất cúi đầu và lễ cúi đầu thứ hai cúi đầu. Xin mời hai họ và ba khách chúng ta dành cho cô thơ chú rể một tràng pháo tay thật to. Rồi trước hết thì bà cô và bác ba uống chung rượu hôm nay. Bà cho 100 đô. Bác ba cho 100 đô. Cha mẹ đỡ đầu của mình.
hai bác cùng ly nhìn lại giùm con ấy nha. Rồi giao gãy nhìn anh nè. Chạy Dân xin cảm ơn sự hiện diện của cha mẹ đỡ đầu cũng như món quà mà cha mẹ đã dành cho hai con trong cái buổi lễ tân hôn sáng hôm nay. Dạ cảm ơn cha mẹ đỡ đầu rất nhiều. Nữa hả? Rồi cô chú nhìn đây giùm con nha. Rồi xin mời gia đình chúng ta hướng về màn ảnh để ghi lại tấm hình. Sự hiện diện của cha mẹ đỡ đầu của cháu Vi và hai. Xin mời cô và xin mời Dự. Cô Dự ơi nhìn về phía trước màn hình nè. Mình cùng đi và chúc phúc cho hai cháu nha. Đây, 100% thôi. À, dạ cảm ơn sự hiện diện của bác Sáu Dũng và chú Yếm Út Sở chuẩn bị nha. Rồi vô ghế ơi, cô chú ơi nhìn tụi con nha. Rồi xin mời bác Tư và bác Bảy cùng đi để chúc phúc cho hai cháu. Cô đứng cái thiệp giùm con cái nha cô ơi. Dạ bác ơi, bác dịnh cái món quà trao cho hai cháu đó để cho mấy em trai ghi lại tấm hình. Rồi cô vô mời rượu hai bác. Hai bác cùng đi giùm con cái nha. Hai bác ơi. Hai bác cùng đi để chúc phúc cho cô dâu chú rể. Chụp đó chụp gì vậy? Dạ. Rồi mời hai bác nhìn về phía trước để cho mấy em trai ghi lại tấm hình. Bác. Dạ cảm ơn sự hiện diện của mời rượu. Chú Liễu Hụ. Dì hai. Giùm em luôn ha. Chú xích vào đây mạnh tí xíu ơi. Chậm rồi, chú xích vào đây mạnh tí xíu. Sáng giờ có không rồi, không đúng rồi. Dân xin dạ xin mời cậu Mở Tư cùng đi để mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Cậu Mở ơi. Chăm coi. Cậu Mở Năm cũng lên nhìn. Rồi xin mời cậu Mở vô. 1, 2, 3. 100% luôn. Rồi trước là uống rượu. Sau là cậu Mở Năm có món quà dành cho hai cháu. Mở trao cho dâu giùm con đó nha. Rồi cậu Mở Năm nhìn phía trước nè. Nhìn về phía trước để ghi lại tấm hình. Vui lòng chuẩn bị nha. Chị Dưỡng cũng đi giùm con nha. Dính chị Dưỡng ơi. Rồi vô đi chị Dưỡng. Rồi xin phép mời dì Dượng để cạn cái chung rượu đó nha. Để chúc phúc cho hai cháu. Rồi xin phép mời dì Dượng 8. Dì Dượng ơi. 1, 2, 3. Vô. Rất ý nghĩa của dì Dượng 8. Sợ quên. Rồi xin phép mời dì Dượng ạ. Dượng ơi. Cảm ơn. Uống tiểu thôi ta chụp hình. Rồi xin mời cô dâu nhận món quà từ phía dì Dượng chính ạ. Cảm ơn dì Dượng rất nhiều. Xin mời dì Dượng Út nhận hai chung rượu từ phía hai cháu. Dì Dượng Út ơi. Dì Út cưng đâu à, dì Út cưng chuẩn bị nha.
và Út Nhi. Superman. Xin cảm ơn sự hiện diện cũng như món quà mà còn dì Út Nhi nữa, mà dì Út Nhi thì ở nước ngoài rồi thì dì Út Nhi không có về, cũng cũng có món quà gửi cho Út Cưng trao cho cháu Đức Trọng và cháu Tường Vi luôn. Vậy thôi Út Cưng đi uống hai ly ha, uống hai ly, đúng rồi, một ly cho mình và một ly cho Út Nhi. Em chị đứng xuống luôn. Dạ. Em chị đứng sát vô. Hãy uống cái cừng quá, uống chứ. Anh chụp ngồi đang chụp lại màn hình nha anh. Dứt kèo nữa. Chụp lên nhé màn hình nha. Được nha bà, cho bà. Cảm ơn uống cưng nghĩ cùng với họ nhà trai để rước cô dâu về tư gia. Hai bác cùng ly giùm con nha. Rồi xin phép mời hai bác vô nha. 1, 2, 3. 100% luôn các bác chuyện rồi. Chuyện nhỏ, quá nhỏ. Đâu rồi, rồi đâu. Dạ xin mời hai bác đứng giữa hai. Chú Thiếm chính trưởng Kiểm Lịch và chú Thiếm Út Phong. Cô Dương Hai xin chào xin nha. Dạ rồi. Hỏi thằng cô Dương Hai ơi. Dạ cảm ơn sự hiện diện của cô Dương Hai dành cho hai cháu. Cô Dương Hai nhìn coi con nha. Chú Thiếm Út Phong chuẩn bị ạ. Chú Thiếm nhìn đây giùm con nha. Rồi vô. Cảm ơn sự hiện diện của chú Thiếm cũng như món quà chú Thiếm đã dành tặng cho hai cháu. Xin kính dâng lên cha mẹ ly rượu để tỏ lòng tri ân. Chi thì cháu Trọng sẽ mời rượu cha, còn cháu Huy thì mời mẹ. Xin mời anh chị họ nhà trai chúng ta cùng ly. Trọng Trọng. Rồi. Và để đáp lại công lao của cha mẹ thì cháu Trọng và cháu Huy đứng nghiêm trang hướng về cha mẹ có một lễ cúi đầu để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục. Cúi đầu. Sau đó thì em mời anh chị có thể mời nhà trai chúng ta nở một nụ cười thật tươi. Cô dâu chú rể cũng vậy. Thấy đôi trẻ thuận lòng vừa ý, hai gia đình đã quyết định làm xuôi. Hai ông xuôi vô. Rồi. Rồi. Hai cháu nhìn là nhìn ra ngoài đây giùm con đó nha. Rồi, hai ông xuôi uống xong rồi bây giờ tới hai bà xuôi kết chặt tình thân. Hai bà xuôi vô. Vô đi. Chậm chậm luôn nha. Chụp hình chú đích lên chi. Rồi bây giờ chú xin phép mời nha. Hai ông xuôi mình để nhìn nó ra là cho nghe ơi. Chị đưa tay kia chị. Đó. Rồi, gia đình mình nhìn ra đây giùm con nha, gia đình mình nhìn ra đây giùm con nha. Và xin phép mọi lòng chúng ta dành cho hai gia đình. Dạ, cảm ơn hai tham gia rất là nhiều. Rồi, anh chị hai chúc phúc cho hai em đi ạ. Anh chúc hai em hạnh phúc. Anh chị chúc phúc hai em. Và cũng có một món quà, vậy anh hai rút vô, anh hai đeo cho em. Rồi anh chị đeo luôn đi. Chồng đấy anh yên tâm nữa, em trả lời bút chị. Nữa lấy lại gấp đôi nha. Dạ, gấp đôi. Rồi, gia đình mình lấy cho... Có nhiều người, cười hết luôn nha. Rồi, mình vợ chồng. Từ nay hai sợi chỉ hồng xe canh. Và từ nay chung gói chung chăn. Từ nay mai trúc mạng đầu bên nhau. Và buổi lễ tân hôn tại tư gia họ nhà trai đến đây xin phép được khép lại.
Và trước khi giúp lời thì cho phép Hòa Phước được thay lời gia đình họ nhà trai nhân dịp đầu xuân mới Tân Sửu, xin kính chúc cho toàn thể quý vị chúng ta dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cho cô dâu Tường Vi và chú rể Đức Trọng được trăm năm gắn bó duyên tơ tóc, và kính chúc cho hai tộc của chúng ta nghìn năm giữ vững nghĩa thông gia. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Cả làng ai cũng biết em là con cô sao chú tám ở nhà, sinh trong gia đình nhạc cô dung ngắm đó là phần nghèo như trăng da mộng mà đều bông theo chỉ có trong lòng tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trăng nhà thơ. Này cô em gái con nhớ anh không, con ông ba hồng tuyết trai. Giờ em đã lớn đến tuổi lấy chồng, biết bao anh đẹp mơ mộng.